Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một hệ bếp đến từ thương hiệu Hafler của Đức nhé. Không nói nhiều nữa thì chắc hẳn là mọi người cũng đã quá thân thuộc với cái thương hiệu nổi tiếng này rồi. Và nó cũng sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái giải pháp cho một cái không gian bếp vừa thông minh này, vừa tiện lợi, lại còn tận dụng được tối đa những không gian nữa. Đầu tiên ở trong cái tủ hệ bếp này mình có thể thấy đây là cái bộ kệ đây, cùng với những cái bản lề giảm chấn rất là độc đáo này, hạn chế hoàn toàn những cái tiếng ồn. Mình có thể để kệ rất là nhiều những cái thực phẩm khô đây, sau khi đóng vào mọi người có thể thấy rất là êm ái. Kết hợp chung thì chúng ta có thể là sẽ có thêm một cái chiếc lò vi sóng kết hợp với lại nướng nhẹ, với nhiều chức năng khác nhau thì chúng ta có thể đóng mở như thế này được tiện lợi hơn. Và nếu như bạn đang muốn tìm hiểu kỹ về những công năng cũng như là cái mã sản phẩm thì các bạn có thể xem thêm ở cái link phía dưới mà mình vừa review về những sản phẩm này ha. Ở đây thì cũng sẽ là một cái chiếc lò nướng âm tủ đây, đó mọi người có thể thấy ha. Cái bộ lò nướng này sẽ có cái màu xám ở phía ngoài, sẽ làm bằng kiến toàn phần luôn, tạo nên cái sự sang trọng sản phẩm. Và tất nhiên như cái mình vừa giới thiệu đó là sẽ cho đến chúng ta những cái giải pháp không gian hoàn hảo, thì ở phía dưới này cũng sẽ được tận dụng để mà để kệ và để rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau đó. Mọi người có thể thấy giảm chấn vô cùng êm ái và tất nhiên là cũng sẽ không hề có một tiếng động nào rồi. Ở đây thì cũng sẽ là cái bộ đôi không thể nào thiếu, hay còn gọi là combo trong nhà bếp, máy hút bụi nè, kèm thêm bếp từ ở phía dưới này. Đây, ở phía trên này cũng sẽ có cái ổ cắm điện luôn ha. Ở phía dưới này để mà tiết kiệm những cái không gian bếp nó không có được quá rộng, quá nhiều diện tích thì mình cũng sẽ tận dụng ở những cái ngách ở phía bên này để mà làm những cái kệ đựng gia vị vô cùng hoàn hảo luôn. Những cái kệ đựng ở phía dưới này đây. Thay vì những cái kệ đựng bình thường và khá là nhạt nhẽo thì ở đây Hafler cũng đưa chúng ta những cái giải pháp vô cùng hoàn hảo ở đây. Nó một kệ trong thanh ra như thế này để mà chúng ta có thể là chia đựng đũa ăn hàng ngày, là đũa dành cho tiệc nè, những cái nĩa này, đồ ăn đĩa đũa nĩa cho em bé dao chẳng hạn đó mọi người. Ở phía dưới này cũng sẽ là một kệ lớn mà mình có thể để tô chén mình ít sử dụng hay là những cái son nồi chẳng hạn. Rồi, vì phần bếp cho nên ở phía bên hai bên cũng sẽ có những cái kệ đựng gia vị vô cùng hoàn hảo. Ở phía bên này thì mình có thể là sẽ đựng một số những cái thanh treo này để mà mình đựng túi thực phẩm hay gì đó. Ở phía dưới này thì mình sẽ đựng mắm muối dầu ăn và sau đó mình đóng lại, rất là phù hợp với những không gian bếp không lớn, vô cùng êm ái và không hề có một tiếng động là điều mình rất thích ở Hafler. Tiếp theo nữa, ở đây là dàn tủ kệ đây, tận dụng tối đa và hoàn toàn hết những không gian của mình đây đó. Còn ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái thanh nhôm đây, đây là một cái thanh nhôm. Những cái thanh nhôm này thì chúng ta sẽ đựng những cái kệ, ví dụ như là kệ này sẽ là đựng giấy nè, kệ này là hai cái móc để mà mình có thể móc môi hoặc là cái đồ đánh trứng mình hay sử dụng thường xuyên. Bên này sẽ là cái kệ đa năng để mà mình để những vật dụng mà mình thích chẳng hạn đó. Ở đây thì sẽ là một cái chậu rửa chén hai hộc màu kem kết hợp chung với một cái vòi tông xịt tông luôn phía dưới này ha. Có thể nói đây là một cái điểm sáng trong việc tối ưu những không gian, những cái kệ góc là thường là sẽ bị bỏ đi. Đây là một kệ góc nhìn tưởng như bình thường nhưng mà chúng ta có thể kéo ra và nó thiết kế vô cùng hoàn hảo đó, để mà chúng ta có thể lấy son nồi chẳng hạn đi ra rất tiện lợi. Sau khi lấy xong thì mình chỉ cần đóng lại đó mọi người, êm ái, ngăn trên và ngăn dưới đều có thể sử dụng được ha. Còn ở đây là cái phần dưới của cái bộ xả của chậu rửa thì mình có thể bỏ thêm cái hố rác vào, mình sử dụng tiện lợi hơn. Đây, tiếp theo ở phía bên này cũng sẽ là một cái hộc để mà ngăn đựng, mình đựng được nhiều thứ hơn. Ở trên này nữa, đây đựng chai lọ, ly tách chẳng hạn. Còn phía bên dưới sẽ là một cái máy rửa chén. Đó.
mình sẽ đựng chén bát vào đây rửa và sau đó lấy ra tối đa hoàn toàn không gian gian và tiết kiệm cái diện tích cho mình. Đó. Ở phía bên này cũng sẽ là một cái kệ góc, tuy nhiên thì nó sẽ phá cách hơn. Cái kệ góc vừa nãy mình giới thiệu đây, mọi người có thể thấy được cái sự đặc biệt của nó khi mà mình kéo ra như thế này. Đó. Đây là một cái kệ góc, một cái giải pháp mà tất nhiên là tùy theo cái kích thước của gia đình, chúng ta có thể chọn là xoay trái hay xoay phải cũng được. Sau khi sử dụng xong đó, mọi người có thể thấy ha, mình kéo vào phía bên này cũng vậy, một cái ngăn kệ. Còn đây là phía trên. Phía trên thì mình sẽ sử dụng cái tay nâng hai cánh ở đây để mà mình có thể để đồ ở phía trên. Ngăn kệ trên này là cái tay nâng hai cánh. Ưu điểm của những cái tay nâng này đó là sẽ giảm chấn và giảm tiếng ồn. Đó, hoàn toàn êm ái và không hề có một tiếng động ầm ầm cực kỳ khó chịu. Tất nhiên trong gia đình mình sẽ không thể nào thiếu đi một chiếc tủ lạnh chẳng hạn. Mọi người có thể thấy ha, đúng như tên gọi nó là phải là giải pháp thông minh tiết kiệm, thì ở phía trên này á mình sẽ có thêm một cái hộp tủ nữa. Đó, cũng là sử dụng cái này là tay nâng một cánh này, sau đó mình đóng lại luôn, tiết kiệm tối đa không gian. Ở đây là cái tủ lạnh, thì tủ lạnh này nó cũng sẽ có chế độ đó là lấy nước hoặc là lấy đá ở từ phía bên ngoài ra. Đây mình chỉ cần để ly vào đây thôi. Đó. Rồi đây là tủ lạnh side by side với hai cánh hai bên như thế này. Và ở phía bên trong cũng sẽ là hai bộ máy làm lạnh độc lập để mà có thể tiết kiệm được cái năng lượng tối đa. Đây, mình có thể thấy ha, một chiếc tủ lạnh với một cái quầy bar ở phía bên ngoài giúp mình có thể lấy nước rất đơn giản, tiện lợi, sử dụng xong thì mình chỉ cần đóng lên lại thôi. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với mọi người một bộ giải pháp đến từ thương hiệu Hefler của Đức. Và nếu như bạn đang muốn tìm hiểu thêm thì có thể truy cập ngay vào link phía dưới hoặc gọi ngay đến hệ thống showroom Kim Quốc Tiến. Và bây giờ hẹn gặp lại mọi người.